Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 24 tháng 6 năm 2021, thị trường giá cá tại các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang xu hướng ổn định. Cụ thể, cá tra thịt có giá ổn định từ 21.700 đến 22.700 đồng 1 kg. Giá cá tra giống size 30-35 con đang có giá 19.000 đến 20.000 đồng 1 kg. Giá cá lóc tại Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh vẫn giữ giá cao. Cụ thể cá lóc thịt hôm nay có giá từ 40 đến 42.000 đồng 1 kg. Cá lóc giống size 500-700 con 1 kg giá 200 đến 240 đồng. Giá ít thịt khu vực Đồng Tháp, An Giang tăng nhẹ 1.000 đồng. Có giá từ 26 đến 27.000 đồng 1 kg, giá ít giống loại 100 đến 150 con 1 kg giá 300 đồng 1 con. Giá cá trê vàng hiện nay đang ổn định, cá trê vàng loại cá thịt 6-7 con 1 kg tại Đồng Tháp có giá từ 38 đến 39.000 đồng. Cá thác lát hậu giang loại cá thịt 2-3 con 1 kg đang có giá từ 39 đến 40.000 đồng. Mời quý bà con tiếp tục theo dõi giá cá điêu hồng cá rô, rô phi, cá kèo theo bảng giá sau. Tiếp theo, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại Sóc Trăng và Bạc Liêu ổn định. Tôm thẻ size 20 con lớn đang có giá 220.000 đồng 1 kg. Size 25 con lớn có giá 172.000 đồng. Size 25 con nhỏ giá 166.000 đồng. Size 30 con lớn giá 143.000 đồng 1 kg. Size 30 con nhỏ giá 141.000 đồng. Size 40 con giá 127.000 đồng 1 kg. Size 50 con có giá 118.000 đồng. Size 60 con có giá 113.000 đồng. Tôm thẻ size 70 con đang có giá 107.000 đồng 1 kg. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ. Giá tôm số hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.